Thưa sư, vì sao trong chiến tranh Việt Nam cũng như nhiều cuộc chiến tranh khác có những vị tướng, vị tá sát hại và ra lệnh sát hại rất nhiều, nhưng khi kết thúc chiến tranh họ vẫn sống khỏe tới 100 tuổi mà nhân quả không đuổi kịp họ? Vì sao họ không phải trả quả báo ngay kiếp này? Cái lý do đơn giản như sư nói hồi nãy, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Sao mà cái cô đấy, thành ra đó có nhiều người đó họ sống một cuộc đời sống rất là ác, nhưng mà họ vẫn giàu sang, vẫn xinh đẹp, vẫn sống lâu đấy, và vẫn chết rất là an nhiên tự tại, và thậm chí họ chết rồi họ vẫn sanh thiên như thường. Tại sao vậy? Bởi vì họ được cái quả báo của cái nghiệp cũ. Nếu như quý vị có theo dõi cái lớp giảng của sư đó thì thường nghe sẽ nhắc đến một cái trường hợp, đó là gì? Một người đó 7 kiếp liên tục sống ác, 7 kiếp làm ác nhân, toàn là giết phạm cái tội sát sanh không ha? Toàn là giết người ha, rồi giết động vật, rồi giết người này giết người kia, nhưng mà ông vẫn sanh thiên như thường, vẫn làm người làm trời như thường. Đó là do đó thuở quá khứ ông đã cúng dường một vị Phật độc giác, và khi ông cúng dường như vậy đó, ông nguyện là đời sau kiếp khác cho con được có trí nhớ tiền kiếp. Thì nhờ cái việc mà ông cúng dường Phật độc giác đó, cho nên trong 7 kiếp liên tục, dù cho ông có làm ác đi chăng nữa thì ông vẫn sống rất là sung sướng, giàu sang, khỏe mạnh, sung sướng, sống lâu, chết rồi sanh về cõi người cõi trời. Đó là nhờ cái phước của việc cúng dường một vị độc giác. Nhưng mà khi cái phước đó nó hết rồi đó thì vị đó đi địa ngục đó, do những cái ác nghiệp mà vị đó đã tạo. Nhưng mà do cái vị đó, đó có cái lời nguyện là nhớ từ kiếp trước đó, thành ra là vị đó mới có một cái tà kiến là nhờ tôi sống ác như vậy đó, cho nên là tôi mới được sanh thiên, mới được đi cõi người cõi trời, được sống sung sướng, thành ra vị đó vẫn tiếp tục sống ác. Thành ra cái câu hỏi này không có gì lạ hết, do đối tượng, cái người đó, cái chúng sanh đó họ đang hưởng cái quả thiện của cái kiếp quá khứ, nhờ kiếp quá khứ đó họ làm cái nghiệp thiện nào đó, cho nên là họ không có phải chịu cái quả báo của cái việc ác. Nhưng mà khi mà cái nghiệp thiện nó hết rồi đó thì họ sẽ phải chịu quả báo cho cái nghiệp ác ha.